Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay có một bạn vừa mới hỏi mình là nên đầu tư vào một con MacBook M1 hay là build một cái case workstation. Bạn ấy làm vlog và render các cái clip là chủ yếu, làm về media. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem cái hiệu năng render một cái video của một cái con Mac M1. Đây, mình đang ngồi đây là con MacBook Air chip M1, và ở bên cạnh mình đây là con workstation HP Z440. Thì các bạn cũng thấy đây là CPU là E5-2673V3, rất là mạnh, nhiều nhân, 24 nhân cả thể. RAM là 48GB RAM. Đây, mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Và bên cạnh là con MacBook Air M1 thì nó có 7 nhân đồ họa, nó sẽ kém một nhân đồ họa so với lại MacBook Pro. Thì sau đây mình sẽ render thử bằng Premiere Pro. Thì có rất nhiều người dùng Premiere Pro để render video. Final Cut Pro thì chỉ để chạy trên hệ điều hành Mac thôi. Còn đâu Premiere Pro thì các bạn có thể làm việc trên cả máy Mac OS và Windows OS. Thì ở trên cái timeline này mình đang để sẵn đây một cái clip của Sơn Tùng, cái clip chúng ta của hiện tại. Và ở dưới là mình quăng một cái track âm thanh, đấy, cũng không có gì đặc biệt cả. Và mình sẽ chụp lại màn hình cho các bạn. Ở đây mình sẽ setting sequence, mình set là 1920 x 1080, cả hai cái máy mình đều set như vậy. Cái clip này của Sơn Tùng thì nó không phải là cái kích thước này, nó không phải là kích thước này, nó là 1920 x bao nhiêu mình tải từ trên YouTube về. Đây, cả hai máy mình đã set sẵn rồi. Đây, mình đã nhét clip vào timeline các thứ rồi đây. Các bạn thấy không? Và bây giờ mình sẽ render thử để xem cái nào sẽ xong trước. Mình nghĩ là cái workstation này sẽ xong trước, bởi vì là nó là card đồ họa rời, rồi là chip của nó là Xeon E5, nó rất nhiều nhân và rất là khỏe. Nó chuyên cho các cái việc nặng. Mình nghĩ là nó sẽ thắng. Và bây giờ mình sẽ render thôi. Thì mình render để cho các bạn nào còn lăn tăn về cái việc là mua M1 hay là mua workstation về để render video thì có một cái nhìn tổng quan về khả năng của từng máy. Vì M1 thì nó cũng mới. Ok. Đây là cái cấu hình sẽ output. Mình sẽ để là H264 Max Source High Bitrate. Mình để ra màn hình làm việc. Và bây giờ mình chỉ việc ấn export là xong. Còn ở trên máy Windows mình cũng sẽ setting như vậy. Kích vào file export media. Ở đây mình cũng để y chang như vậy. H264 Max Source High Bitrate. Và mình cũng để ra desktop. Là bây giờ là chỉ cần ấn export là xong. Thì Phúc ơi, ra hộ anh với. Okay. Em trỏ sẵn vào export. Bao giờ anh hô 1, 2, 3 là chúng ta cùng nhau bấm nhá. Okay. Chuẩn bị 1, 2, 3. Đây, cây workstation đang chạy được 3%. Mac Air chơi 7% rồi. 3 phút 49 giây, gấp rưỡi rồi đấy. Mac Air còn Mac Air thì 1 phút 47 giây, nó báo như vậy thôi, bao giờ xong mới biết được. Báo thế là vẫn có phần đó nhỉnh hơn, báo thế là ước lượng thôi. Các bạn có nhìn rõ không? Mac Air đang được 26%, còn workstation đang được 15%.
Đây Workstation được 15%, 17% rồi này. Còn Mac Air ông ấy được 37%. Wow. Đây 23%. Còn Mac Air đã được 55%. Chết mẹ rồi, quả này Mac Air M1 thắng rồi các ông ạ. Đường hay mới biết dựa dài. Bảy mươi phần trăm, 71%. Mac Air đang thắng thế. Còn Workstation bây giờ mới được 40%. Ôi, linh cảm không lành rồi. 82% trên con Mac Air M1. 85%. Chết chỉ nói sơ sơ qua cái là nó xong bây giờ. 87%, 89%, 90%. Ủa Mac hay là Mac? 92%, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Thôi Mac Air nó xong rồi. Bên này ta được 55%. Ôi dồi ôi, Workstation bây giờ mới được một nửa. Còn hơn một phút nữa các bạn ạ. Thôi chả đợi nữa. Thế là biết kết quả rồi. Bên Mac Air đã xong rồi này. Và các bạn đã biết kết quả rồi đấy. Bây giờ con Workstation vẫn còn đang render, trong khi con Mac Air M1 thì đã làm xong cái công việc của mình rồi. Thì khi mà các bạn build máy để làm media, để làm clip, rồi là các bạn làm YouTuber ấy, thì các bạn cũng nên cân nhắc cái Mac Air M1 thì nó cơ động và nó render rất nhanh. Phải nói là hiệu năng rất là cao, rend video ở trên Premiere Pro rất là tuyệt vời. Còn Workstation nó render chậm hơn. Nó vẫn đang render này, trong lúc này mới được 88% này. Nhưng mà cái Workstation ấy nó lại lợi thế ở cái chỗ đấy là nó làm việc ngày đêm, nó không có bị lỗi. Đây là 48GB ECC là RAM tự sửa lỗi. Rồi là cái cạc ở nắp ở trên cái máy Workstation này nó là K4000. Nó là cạc Quattro thì nó cũng sẽ chậm hơn các cái cạc chơi game GeForce. Thế cho nên là nó chậm nhưng mà chắc. Đấy, còn đâu Mac Air M1 thì nó có rất nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là các bạn có thể bê đi bê lại rất là cơ động. Thứ hai là nó render rất nhanh, render cực nhanh luôn. Nó chấp thời gian, nó chấp một nửa Workstation. Và vừa nói xong thì bây giờ Workstation mới xong rồi. Đấy. Thì mình quay cái clip như vậy để cho bạn nào mà đang lăn tăn về cái việc mua Workstation hay là mua MacBook M1 có cái nhìn tổng quan và so sánh cái nào phù hợp với các bạn thì các bạn xài. Chúc các bạn thành công.